Các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đạt Tour Công nghệ Thực phẩm nha. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi cho các bạn trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học nha. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn bấm vào nút đăng ký và like video này giúp tôi để tôi có thêm động lực để làm nhiều video khác ha. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu sơ qua về kênh YouTube của tôi ha. Kênh của tôi là kênh Đạt Tour Công nghệ Thực phẩm. Thì tôi chuyên là chia sẻ các kiến thức ngành công nghệ thực phẩm, hóa học, đảm bảo thủy sản, các môn liên quan ngành công nghệ thực phẩm. Ngoài ra còn có các môn đại cương, như là các bạn sẽ bấm vào phần danh sách phát này ha, các bạn xem. Giống như là sẽ có các môn về marketing nè, quản trị kinh doanh, xác suất thống kê, kinh tế, tài chính, kế toán nè, anh văn 1, 2, 3, phát triển ngoài quốc phòng an ninh, tư tưởng, lịch sử đảng, kinh tế chính trị, vân vân. Ngoài ra thì các môn của ngành công nghệ thực phẩm thì tôi sẽ làm thành một danh sách phát riêng như thế này cho các bạn dễ dàng tìm kiếm ha. Các bạn chỉ cần lên kênh YouTube của tôi và tìm từ khóa Đạt Tô, thì sau đó các bạn tìm giống như là Đạt Tô, giống như là nguyên lý kế toán này. Rồi, tại vì cái này nó chưa có lên xu hướng, ví dụ như là Đạt Tô hóa phân tích đi, thì nó sẽ ra các cái bài giảng của tôi ra như thế này ha, có phân tích hóa lý nữa nè. Rồi thế thì quay lại nội dung chính của ngày hôm nay, đó là môn quản trị học. Thế thì môn quản trị học này thì các bạn, tôi sẽ có một số file như sau ha. File tôi sẽ để bên dưới phần bình luận. Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh hay môn quản trị học đó, ai là cha đẻ của phương pháp quản trị khoa học là Taylor ha. Chưa? Ai là người đầu tiên đưa ra các chức năng của quản trị là FAO. Tìm ra cách làm thế nào để tăng năng suất và đặc trưng của trường phái quản trị là quản trị bằng phương pháp khoa học. Thì tôi sẽ đi sơ qua về cái nội dung của file thôi. Thì cái file này tôi sẽ để bên dưới phần bình luận của video này ha. Các bạn vui lòng bấm vào nút đăng ký và bấm like video để có thể thấy được cái file này bên dưới phần bình luận. Nếu các bạn đã đăng ký kênh mà xuống phần bình luận chưa thấy file á, thì các bạn vui lòng xuống và nhắc giùm tôi để file vô nha. Tại vì nhiều khi tôi làm nhiều môn quá thì tôi sẽ không có thể, có thể có một số sai sót. Được chưa? Rồi thì một cái file nữa, môn quản trị học ở bên đây. Cái này thì giống file quản trị học của trường chúng ta hơn nè. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, khoa quản trị kinh doanh ha. Ví dụ như là câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học, chương 1, nhà quản trị và công việc quản trị. Thì ở đây sẽ có một số đáp án đánh sẵn. Ở đây chưa có đáp án ha. Các bạn bạn nào mà học rồi ở đây thì cái đáp án thì nó đã đánh mờ mờ ở đây nè, các bạn thấy không? Bốn chức năng cơ bản của quản trị là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra ha. Điều khiển và kiểm soát, có thể là sửa lại một chút đi. Câu 5, năng suất được định nghĩa là tỷ số giữa đầu ra trên đầu vào. Câu 6, hiệu quả là kết quả khi so sánh năng suất giữa các tiến trình quản trị khác nhau. Câu 7, phát biểu đúng về quản trị là gì? Nhào, ở đây có ghi cái câu này có đáp án. Ủa, ở đây có đáp án để nè các bạn, nãy giờ tôi không để ý ha. Đáp án ở đây đã có sẵn. Đáp án từng câu đã có sẵn như thế này. Rồi thì dễ cho các bạn rồi. Nhà quản trị phải có khả năng chuyên môn về ngành nghề. Câu 8, phát biểu đúng về quản trị. Câu B,
Càng lên chức cao thì yêu cầu khả năng quản lý càng cao. Thì cái file này á, thì tôi sẽ để bên dưới phần bình luận của video nha, để tôi kéo xuống xem cái file này có tất thảy bao nhiêu câu ha. Để tôi xem là cái file này có tất cả bao nhiêu câu cho các bạn. Đợi một chút. Phải mạng các bạn, mạng nhà tôi nó hơi bị yếu một chút ha. Từng câu như thế này đều có đáp án sẵn nha. Từng câu có đáp án sẵn như thế này. Của môn quản trị học, của khoa quản trị kinh doanh. À, môn quản trị học của khoa quản trị kinh doanh. File này có 207 câu có đáp án nha các bạn. Rồi thì thế thì hôm nay là tôi sẽ trình bày về môn quản trị học. Ngoài ra trên kênh YouTube của tôi có nhiều môn khác như là, tôi sẽ đóng cái này đi, chạy nha. Giáo dục quốc phòng, an ninh, pháp luật đại cương, toán cao cấp A1 giải tích, toán cao cấp A2 hóa hữu cơ, sinh học đại cương, này vật lý đại cương ấy, anh văn 1, anh văn 2, anh văn 3, xác suất thống kê, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, lý thuyết tài chính tiền tệ, nguyên lý kế toán, nghiên cứu thị trường, kế toán quản trị bán hàng, marketing dịch vụ, tâm lý kinh doanh, hành vi tổ chức, quản trị chất lượng, marketing căn bản, sinh hoạt đầu khóa, sinh hoạt giữa khóa. Quản trị học là video ngày hôm nay nè. Sau này tôi sẽ làm thêm về hành vi người tiêu dùng, quản trị chiến lược, kinh tế quốc tế, thống kê ứng dụng ha. Và cái môn này là môn của ngành thực phẩm, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Thế thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem để cùng nhau được ôn tập hiệu quả hơn nha. Và cái file này tôi sẽ để bên dưới phần bình luận. Các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh thì mới có thể thấy được file nha. Các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh thì mới có thể thấy được file. Đến đây tôi xin tạm dừng video ôn thi quản trị học, trắc nghiệm ôn thi quản trị học trên kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau trên kênh YouTube của tôi ha. Trên kênh YouTube của tôi vừa giới thiệu lúc nãy đấy.